Đâu xin mời ô chữ tính thôi bỏ bỏ xin mời ô chữ chưa ô chữ lên chạy đâu vậy chị tẹt mời ô chữ trời ơi trời ơi trời ơi hai chị em phóng lên như một cơn bão gõ chiên mặc dù chưa biết là có câu trả lời hay không đây là đáp án sai ui hay đúng trời ơi đỏ chị rồi đúng mới sinh chị khoan khoan cái này em chưa chốt nha em thấy ở đây hình như là có một gì đó gà gà em chúc sinh chúc ở khung hình có cái khung kìa nếu theo em là người miền Nam thì em nói là em xin em đứng một mình cũng xin nhưng mà người Bắc là em xin em đứng một mình vẫn xin có thể là chữ vẫn đúng không câu này dành cho em hay sao á nói về em hay sao á trời ơi em đứng là không thấy cái cây trúc đó luôn á trúc cây tre kìa chị đi trúc sinh trúc mọc đầu đình tuyền sinh tuyền đứng trình đình tuyền vẫn sinh đừng lên sao giống chuẩn bị đăng quang qua hậu vậy chuẩn bị đăng quang chứ anh chịu anh nhiều lắm dương thích vàng 24 Việt Nam cái chữ xong á nó rất là gì xong là gì sau chữ sau chữ sau chữ ủa, sau ủa sao tự nhiên em nói ra vậy vàng bên kia ta không cần mua nữa đó ủa tự nhiên tôi mất tiền ngang vậy vậy bán bao nhiêu 10 triệu à, à. Bán 10 triệu không mua đâu 9.500.000 bán không bán luôn giữ đức trời ơi giá 10 triệu để một phút trôi qua nó làm tính thành 15 triệu tính dữ vậy tính năng lượng cổ dữ vậy hả bớt cái này giảm chút nữa đúng không giảm chút nữa đúng không 5 triệu tại vì cái từ này đối chị em biết từ đó là em biết 14 triệu vụ nào chị quý trơn á vụ nào mà chị quý trơn á bây giờ mới khẳng định câu ông bà cha mẹ mình nói rất là hay chỉ có con đường học hành mới khiến mình giàu lên thôi biết một chữ cái là làm giàu liền đó đổi bán rồi. Liền được luôn hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.